Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại My Red Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách ấn like, bình luận và chia sẻ video của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình bằng cách liên hệ trực tiếp qua trang Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Ok, bây giờ sẽ đến với chủ đề của ngày hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay đấy là người khác nghĩ gì về bạn. Và như mỗi khi chúng mình lại có 3 tụ: tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Hôm nay mình lại sử dụng hình của BTS rồi. Tụ 1 là hình của Jin, ok anh cả. Tụ 2 là hình của V. Và tụ 3 là hình của Suga. Mình nhắc lại nhá, tụ 1 này, tụ 2 và tụ 3. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn cảm thấy bị thu hút ngay lần nhìn đầu tiên. Các bạn có thể dừng màn hình lại. Và các bạn không nhất thiết là phải chỉ được chọn một tụ, các bạn có thể chọn hai tụ nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đến với tụ 1. Xin chào các bạn, tụ 1. Tụ 1 là hình của Jin, ok. Thì đây là trải bài của các bạn, người khác nghĩ gì về bạn. Thì ở đây mình sử dụng hai bộ bài tarot khác nhau. Một bộ thì các bạn cho lên hình là cho lên lá 8 kiếm, và một bộ các bạn có lá 9 kiếm. Trước hết thì thế này, tính cách của bạn trong mắt người khác là một người rất là khó đoán. Moody, thất thường. Có nghĩa là người ta thấy bạn gặp nhiều đau khổ rồi, đặc biệt là đau khổ trong chuyện tình cảm. Có thể là người khác nhìn thấy bạn đã thay đổi vài lần rồi, hoặc là lột xác vài lần rồi. Mình cảm thấy là những người xung quanh bạn biết là cuộc sống của bạn có những khó khăn, có những thăng trầm như thế nào, và thậm chí các thăng trầm, các khó khăn này của bạn, số lượng và tần suất này, số lượng này và cái mức độ trầm trọng nó còn hơn người khác rất là nhiều. Nghĩa là có thể bạn chịu đựng nhiều khó khăn hơn mọi người, bạn khổ sở hơn nhiều người. Thế nên ấy, trong mắt người khác bạn rất là mạnh mẽ, vì bạn đã sống sót qua từng đấy cái khó khăn, từng đấy cái toang. Để có được ngày hôm nay thì bạn mạnh mẽ biết nhường nào. Và họ rất là ngưỡng mộ bạn. Thật ra cái cảm xúc của họ dành cho bạn thế này, mới đầu thì họ hơi gọi là thương cảm mà. Họ hơi thấy bạn đáng thương một chút, bởi vì họ chưa thấy ai mà vất vả, có số lận đận và vất vả như bạn. Có thể là bạn lận đận chuyện tình cảm, chuyện công việc, nhưng mà mình cảm thấy như đây là lận đận chuyện tình cảm. Nếu không phải tình yêu thì cũng là mối quan hệ với người khác, tình bạn này, rồi mối quan hệ gia đình. Nói chung là bạn luôn có một cái gì đấy rất là lận đận ở những thứ mà liên quan đến mối quan hệ, hoặc là mối quan hệ với đồng nghiệp, hoặc là mối quan hệ với sếp. Sẽ luôn luôn có một, nó giống như là số của bạn ấy. Bạn luôn luôn gặp trắc trở trong các mối quan hệ xung quanh. Và những ai mà ở lại được với bạn đến cái thời điểm này, người ta rất là ngưỡng mộ bạn, vì qua bao thăng trầm như thế bạn vẫn còn sống sót, bạn vẫn còn mạnh mẽ, vẫn còn và họ cũng chứng kiến cảnh bạn thay đổi. Cái lá Wheel of Fortune này cho mình thấy là bạn, cái con người của bạn thay đổi một vài lần rồi, gọi là lột xác. Có nghĩa mình thấy trong bạn mang năng lượng của cung bọ cạp, thần nông. Nếu đấy không phải là cung mặt trời của bạn, thì bạn có cái cung này mạnh mẽ, năng lượng của cung này rất là mạnh mẽ trong bản đồ sao của bạn. Bạn qua những cái lần khó khăn, qua những cái thử thách, bạn như kiểu là biến thành người khác. Bạn trở thành người khác, và mỗi một lần biến thân, biến hóa đấy, bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Và người ta rất là ngưỡng mộ cái điểm này ở bạn. Thật ra là đa phần mọi người là quý bạn. Nói chung là sẽ giống như cái nguồn năng lượng của cung thần nông ấy, sẽ có hai ý kiến trái chiều của mọi người dành cho bạn. Một là rất ghét, hoặc là rất quý. Ai mà quý bạn thì sẽ ở với bạn cho đến lâu dài. Còn ai mà không chấp nhận được bạn, thật ra cái này nó không phải là do bạn xấu tính đâu, mà là do cái đường đời của bạn nó vất vả thôi. Ai thì những cái người mà không chấp nhận được bạn ấy, người ta có rất là nhiều, tạo ra rất là nhiều khó khăn, rồi thậm chí là có
đắc tội với bạn, kiểu như thế. Thì những ai mà ở lại được với bạn cho tới thời điểm này, nhìn thấy hết những cảnh đấy là bạn đã gặp trắc trở như thế nào, bạn đã bị khó khăn như thế nào, và bạn đã vượt qua được hết tất cả các khó khăn đấy để trở thành một con người hoàn hảo hơn như thế nào. Họ nhìn thấy hết, họ có thể không nói ra nhưng họ họ rất là trân trọng bạn, họ nể phục bạn nhé. Họ như kiểu là uầy cái thằng kia hoặc con kia qua bao nhiêu giông tố bão tố thế mà nó vẫn còn sống sót được đến tận bây giờ, thật là kỳ tích. Còn những cái người mà có ấn tượng xấu với bạn ngay từ đầu ấy, như mình bảo là đấy, lấy là một phần của cái nghiệp của bạn chứ không hẳn là do bạn xấu tính. Bạn không phải là người xấu, bạn hoàn toàn không phải là người xấu, mà nó chỉ giống như là, nếu bạn tin vào kiếp trước, kiếp sau hoặc là nhân quả thì giống, thì có thể là trong kiếp trước bạn là người xấu thật và bạn đắc tội với họ, thì cái kiếp này họ họ trả đũa một chút vậy thôi á. Nhưng mà họ sẽ chỉ chọc chọc một chút thế thôi, họ sẽ không gọi là lâu dài, họ sẽ không làm khó dễ bạn lâu dài. Thường là bạn sẽ có được các mối quan hệ như thế, tức là có thể ấn tượng đầu của bạn, của người ta dành cho bạn xấu, nên là họ hơi bị khó chiều hồi đầu. Nhưng mà sau đấy thì có thể là họ nhận ra, họ thay đổi cái tư tưởng của họ, nhìn ra cái phẩm chất tốt đẹp của bạn. Mà dù thế nào đi nữa thì chắc chắn trong mắt người khác bạn rất là mạnh mẽ. Bạn có rất là nhiều tổn thương, tổn thương cực kỳ luôn, nhưng mà bạn nhìn chung là rất là mạnh mẽ, vượt qua mọi bão tố để đến được ngày hôm nay. Mình thấy khá là tự hào với các bạn ở tụng một. Mặc dù các bạn bị ăn hành, các bạn bị đời vả cho rất là nhiều phát, không những vả đâu còn đánh đá, đá đạp đập ấy, quăng quật đủ thứ luôn, mà vẫn còn sống sót, thật là kỳ tích. Chúc mừng các bạn tụng một. Mình nghĩ là đây là lúc để các bạn, có nghĩa là dù các bạn có mệt mỏi thế nào trong mối quan hệ, trong các mối quan hệ xung quanh, nhưng vẫn có những người nhìn ra được phẩm chất quý giá này của các bạn, thì mình mong là các bạn sẽ trân trọng những cái người như thế, những người vẫn còn ở với bạn cho đến tận ngày hôm nay. Thế nhá, cảm ơn các bạn tụng một đã lắng nghe. Bye bye. Xin chào các bạn ở tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn hình của Vi. Đây là trải bài của các bạn. Thì trong mắt người khác bạn là người như thế nào? Câu đầu tiên mà hình ảnh đầu tiên mà mình thấy, các bạn đừng mình nói chung là sợ sự thật mất lòng, thì mình thấy trong mắt người khác bạn là một đứa trẻ trâu, khá là trẻ trâu, khá là bốc đồng, nông nổi, sốc nổi, hành động nó hơi bị thiếu suy nghĩ. Đôi khi bạn để cảm xúc lấn át lý trí, và bạn cư xử, cách hành xử của bạn ra sao phụ thuộc vào cái cảm xúc của bạn tại thời điểm đấy. Có thể nhiều người bạn có phần hơi độc đoán nữa, trẻ trâu và độc đoán, ích kỷ, khá là nhiều tính xấu, trẻ trâu, độc đoán, ích kỷ. Tuy nhiên á, bạn là một cái người mà nếu mà cần thì sẵn sàng giúp đỡ người khác, đứng lên giúp đỡ và bảo vệ người khác. Bạn là một người rất là nhiệt tình, một người bạn nhiệt tình, bạn không hời hợt, bạn làm cái gì thì ra ngô ra khoai luôn. Bạn đã đồng ý giúp người ta thì bạn sẽ giúp đến tận cùng, chứ không phải là nói xong bỏ đấy. Bạn tuyệt đối không phải là kiểu người miệng Bồ Tát mà bụng đầy dao găm, và bạn giống như kiểu là miệng thì dao găm nhưng bụng thì Bồ Tát. Nghĩa là bạn có thể cái cách nói chuyện ứng xử của bạn khiến người khác không hài lòng, nó khiến cho người khác nghĩ rằng bạn hơi trẻ trâu, bởi vì bạn có xu hướng nghĩ gì nói nấy. Và bạn cũng, thật ra bạn cũng hơi có xu hướng mà mình bảo, như vừa vừa bảo là bạn độc đoán và cũng cũng muốn người khác làm theo ý mình, nên là bạn hơi bị thiếu cái gọi là cái mềm mỏng ấy. Nếu mà nói chung trong mỗi người thì sẽ có hai nguồn năng lượng cân bằng, nam tính và nguồn năng lượng nữ tính. Tốt nhất là nên để hai nguồn năng lượng này cân bằng với nhau, nhưng mà một số người thì sẽ bị lệch, và khi mà bạn bị lệch thì bạn sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Thì như ở trong các bạn ở trong tụ 2, mình cảm thấy các bạn bị lệch về nguồn năng lượng nam tính nhiều hơn.
Các bạn sử dụng lời nói này, hành động này, thay vì cảm giác và trực giác. Thành ra là nhiều người sẽ bị mất lòng với cái hành động này của bạn. Nếu bạn là... Nói chung nếu bạn là nam và sống trong cái xã hội này thì mọi người có thể chấp nhận được cái tính đấy của bạn. Nhưng nếu bạn là nữ thì rất là nhiều bạn nữ khác sẽ bị mất lòng bởi cái tính cách thẳng thắn quá và có phần bốc đồng nông nổi đấy của mình. Bởi vì thường thì các bạn nam sẽ không để ý lắm, nhưng các bạn nữ với nhau thì hay để ý. Thế nên là nếu bạn là nữ thì cái tính cách này rất là có hại cho bạn. Thật ra cái mà mình cần thì chỉ cần gọi là mình không phải... Đấy là bản chất của mình không thay đổi được và mình sẽ cũng sẽ không cần thay đổi. Nhưng mình nghĩ qua thời gian thì bạn sẽ hoàn thiện hơn, bạn sẽ trở nên gọi là tốt hơn. Có nghĩa cái tính cách bốc đồng, nông nổi, thẳng thắn, bộc trực nó vẫn là như thế. Đây là bản chất của bạn, nó vẫn là như thế. Và cái cách người ta nhìn bạn với cái bản chất của bạn là nó là như nhau. Tuy nhiên là có thể sau này bạn sẽ giảm nói tránh lại. Bạn biết lúc nào thì mềm, lúc nào thì cứng. Bạn học được những cái gọi là bài học về ứng xử trong xã hội. Có thể bây giờ bạn còn cư xử theo kiểu là nghĩ gì nói nấy, vui thì khóc mà buồn, à vui thì cười mà buồn thì khóc. Nhưng sau bạn bắt đầu học được là để sống yên ổn và dễ thở hơn thì mình cần phải kiềm chế lại cái cảm xúc của mình, nhất là các cảm xúc cực đoan. Dĩ nhiên là không nên gọi là kìm nén cảm xúc quá, nhưng bạn lại là cái người bộc lộ quá. Thành ra ấy, ở cạnh bạn ấy, người khác hơi bị mệt mỏi một chút. Bởi vì người khác cũng như là có thể thì có những trường hợp như thế này, người khác nói cùng một câu, làm cùng một hành động thì lúc mà vui thì bạn cười cùng người ta, nhưng lúc mà bạn đang buồn, bạn đang khó chịu thì bạn lại chửi bới người ta, và cái lời chửi bới của bạn rất là nặng nề và khó nghe. Thế thành ra là người ta không hiểu bạn, người ta cảm thấy bạn rất là khó hiểu, khó chịu, thậm chí là khó ưa. Tóm lại là mình cần gọi là nam nữ tính hơn một chút. Kể nếu các bạn là nam thì các bạn cũng nên tém tém lại, các bạn là nữ thì càng cần phải gọi là phát triển cái mặt nữ đấy của mình lên. Nói chung các bạn hay bị vấn đề gặp vấn đề về mồm miệng lắm, lời nói mồm miệng hay nói ra những cái lời mà làm mất lòng người khác. Thế nhá. Thế mình thấy tính cách của bạn thì rất là tốt, là một người rất thẳng thắn, bộc trực. Nếu mà bạn thấy ai để xấu xa thì bạn sẽ đứng lên để bảo vệ người ta. Bạn sẵn sàng làm như thế. Nhưng mà nếu khi nào nếu không có ai để đứng lên để, nói chung là bạn sẵn sàng đứng lên để đấu tranh ấy, nhưng mà nếu khi trong thời bình không có ai để đấu tranh thì bạn lại quay ra bạn bạn lại choảng nhau với chính bạn bè người thân của mình. Thế mình mong trong thời gian tới các bạn tu hai mềm mỏng hơn một chút, nữ tính hơn một chút. Kể cả con trai hay con gái thì đều cần cân bằng cái nguồn năng lượng nam tính và nữ tính trong người. Không phải cứ con gái thì nên rất là nữ tính và con trai thì thiên về nam tính đâu. Từ khóa của các bạn là sự cân bằng nhá. Rồi cảm ơn các bạn tụ hai đã lắng nghe. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn tụ ba. Đây là tụ bài của các bạn. Các bạn tụ ba là những người chọn hình Suga. Ok. Đây là trải bài của các bạn về việc là người khác nghĩ gì về bạn. Trước hết là thế này, các bạn về bài tarot, các bạn có Page of Swords, Five of Wands, Ace of Pentacles và Ace of Swords. Thì trước hết mình thấy trong mắt người khác bạn là một người có đầu óc. Có đầu óc, có sự thông minh, nhưng mà nó hơi theo về cái chiều hướng là khôn vật. Ok. Bạn, trước hết mình muốn nói thế này, có thể cái cách người khác nhìn nhận bạn và bản chất của bạn là hai thứ khác nhau. Đây chỉ là
trả bài về người khác nhìn nhận bạn như thế nào, người khác nhìn đánh giá bạn như thế nào, thì trong mắt người khác bạn là kiểu như thế. Bạn thông minh nhưng mà hơi theo kiểu khôn vặt, nghĩa là bạn biết làm thế nào để được cái lợi nhất về mình mà không cần phải sứt đầu mẻ trán, không cần phải đổ máu. Bạn hơi thiên về vật chất, trọng vật chất. Đấy là mặt không tốt. Nhưng mà về mặt tốt của bạn thì bạn biết giải quyết mọi vật, hầu như mọi vấn đề. Mình bảo rồi, bạn thông minh mà. Bạn biết giải quyết hầu hết mọi vấn đề của bạn, kể cả của người khác. Có nghĩa là bất cứ ai có một cái vấn đề gì đấy và đến nhờ vả bạn, bạn đưa ra lời khuyên, và bạn đưa ra lời khuyên nó rất là đi thẳng vào vấn đề, bạn không phải người lòng vòng. Nói chung về mặt đầu óc thì gần như không ai bằng bạn. Tuy nhiên lại bạn đang sử dụng cái đầu óc của mình hơi sai lệch một chút. Có thể với nhiều người thì bạn không được thật thà cho lắm, bạn không được thật lòng cho lắm, bạn không được đáng tin cho lắm. Thậm chí có nhiều người nghĩ rằng nha, bạn luôn lên một kế hoạch nào đó, trong đầu bạn luôn có một cái dự định, một cái kế hoạch nào đó, và bạn luôn bằng một cách nào đấy vượt qua được những thử thách, những cái khó khăn của bạn, và không cần phải cãi nhau, không cần phải choảng nhau. Bạn có thể dùng tài trí, đầu óc của mình để vượt qua những cái chuyện đó. Thật ra ấy, trong mắt dân tình nhá, sẽ có hai luồng ý kiến trái chiều về con người bạn. Một là khôn vật, và đây là theo chiều hướng tiêu cực. Cái thứ hai là khôn ngoan, theo chiều hướng tích cực. Thì mình cảm giác ở đây là bạn, nói chung là vì bạn có đầu óc nên bạn qua lời nói, hành động và cái cách bạn giải quyết vấn đề ấy, lúc thì bạn xử trí rất là khôn ngoan, nhưng có lúc mà bạn lại sử dụng cái trí khôn đấy của mình cho mục đích xấu. Bạn có cả hai cái đấy. Thế nên khi mà dân tình nhìn nhận bạn theo hai chiều ấy, người ta đúng thôi. Người ta đúng thôi, không có gì sai cả. Một số người sẽ có xu hướng sợ bạn nhé, không muốn lại gần bạn, tránh xa bạn. Tất cả có một cái này ở đây, có thể là nó sẽ chỉ đúng với một số bạn thôi, một số bạn ở tụ ba thôi, một bộ phận các bạn tụ ba thôi. Nhưng mình đã nói là các bạn có thể thiên về vật chất, và các bạn nhận nhiều hơn là cho đi, các bạn có xu hướng nhận nhiều hơn, hơi thực dụng. Con người này hơi bị thực dụng, rất là thực tế, nhưng mà trái, cái mặt trái thì lại là thực dụng. Cũng giống như các bạn tụ 2, các bạn tụ 3 đang bị thiếu sự cân bằng. Cân bằng giữa giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Cân bằng giữa sự thực tế và thực dụng thế nào? Nói chung là mình nghĩ là các bạn vẫn đang trên cái hành trình phát triển tính cách, nhân cách của mình. Thế nên đây là cái lúc mà các bạn có thể bộc lộ hơn một khá là nhiều điểm xấu. Thật ra bạn nói thế này, bạn nghĩ là nhiều người có thể bạn giấu được cái tính này, giấu được cái tính gọi là khôn ngoan lém lỉnh này của mình. Bạn nghĩ là bạn giấu được, nhưng một số người sẽ nhìn nhận ra, một số người rất là tinh mắt, tinh ý và nhìn ra cái điểm đấy ở bạn. Có thể là người ta sẽ không thích, nhưng người ta sẽ không hãm hại bạn, người ta chỉ tránh xa bạn thôi. Thế nên là cũng đừng ngạc nhiên nếu mà thỉnh thoảng có nhiều người không thích bạn, không thích bạn ra mặt. Mà mình thấy là vì cái tài khôn khéo của bạn ấy, và cái thứ hai là do sợ bạn nên là không ai dám chọc ghẹo bạn, nói thẳng ra là như thế. Không ai dám gây rắc rối với bạn. Nhưng mà thế, vì cái tính cách này thì dường như bạn khá là cô đơn nhá. Dường như cái người bạn thật sự của bạn, cái người thân thật sự của bạn hơi không được nhiều, hoặc là cái độ
sâu sắc của tình bạn nó không được nhiều. Bởi vì hầu như trong các mối quan hệ bạn rất là tính toán. Nên mình bảo là bạn sử dụng cái sự khôn ngoan của mình nó hơi bị lệch mà, hơi bị lệch lạc. Mình tin là trong tương lai các bạn tụ bà sẽ có sự thay đổi lớn. Nhưng một lần nữa mình nhắc lại, đây chỉ là cái cách mà người ta nhìn bạn, nó chưa hẳn là bản chất thật sự của bạn nhé. Mình sẽ có tụ bài về bản chất của bạn ngay sau cái tụ bài này, ngay sau video này. Đơn giản hoặc đơn giản có thể mọi người đang nhìn lầm bạn thôi, nhưng dù gì đi nữa thì đây cũng là cái cách mà mọi người đang nhìn bạn đấy. Thế nhá, tạm biệt các bạn tụ hai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye.